Anh đúng khét là lẹt luôn đấy. Nó phải là đỉnh cao của trí tuệ ấy. Phải nói à, bác Chí đúng là túc trí đa mưu. Cứ phải thế bác ạ. Xem lại nữa không? Thôi. Thôi. Thế là coi như bây giờ mình hòa. Dù gì thì cũng là hàng xóm, là sát vách thân thiết. Thì 9 bỏ là 10 nhỉ? 9 là 9, 10 là 10. Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang. Đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ. Ta đã bảo rồi, ở cái khu này, tao là người văn minh, là người có học thức. Đấy, bao năm qua tao hát với Giác, có ai nói cái câu gì đâu. À, bọn mày mà không biết điều ấy, nha. Rồi tao lại làm đơn kiện đấy, đừng có nhờn. Ờ kìa, anh đã... Bọn em ngoan rồi ạ. Tao nói lại một lời nữa nghe cho rõ nhé. Cả cái phường này, từ chủ tịch phường trở xuống, ai cũng phải nể tao. Chúng mày biết điều ngay từ đầu, có phải đỡ khổ, đỡ tốn tiền không? Hả? Ừ. Im. Tao lại làm đơn á. Cho bọn em xin lỗi anh. Anh bỏ qua cho. Em xin phép về. Later that night. Dạ chào chị ạ. Anh chị sang có việc gì đấy? Anh chị có nhà không ạ? Có nhà. Nhưng có gì thì cứ nói với tôi cũng được. Dạ, chị Khanh thông cảm ạ. Em có chút chuyện muốn sang trao đổi đàng hoàng với gia đình mình ạ. Vợ chồng em vào nhà được không ạ? Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vàng. Đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ. Tao đã nói rồi. Quay nét lắm. Ở này, ta là người văn minh, là người có học thức. Cả cái phường này, từ chủ tịch phường trở xuống, đều phải nể tao. Úi giời ơi, ôi, ôi, bát vào mặt bác Chí. Bát này, ta lại làm đơn kiện. Đừng có nhờn. Anh đúng khét là lẹt luôn đấy. Nó phải là đỉnh cao của trí tuệ ấy. Phải nói à, bác Chí đúng là túc trí đa mưu. Cứ phải thế bác ạ. Xem lại nữa không? Thôi. Thôi, thế là coi như bây giờ mình hòa. Dù gì thì cũng là hàng xóm, là sát vách thân thiết. Thì 9 bỏ là 10 nhỉ? 9 là 9, 10 là 10. Thì 9 cũng được, 10 cũng được. Này anh Sang này, anh đã bao giờ cho ai vay tiền chưa nhỉ? Anh cho người ta vay 10 tỷ, xong người ta chỉ giả anh có 9 tỷ thôi. Anh chỉ nhảy xích lên đi chứ. Làm gì có chuyện 9 mới là 10 lại bằng nhau nhỉ? Đúng. Dạ. Xem xong rồi đúng không? Về đi. Thằng này mai mang cái clip này lên phường cho tao. Có ngay, để mai em đưa lên. Nhà mình có người làm trên phường đúng không ạ? To đúng không? Chủ tịch phường còn phải nể thì ngại cái gì? Bố, ngồi xuống đi. Này, nếu mà cần nữa nhá, tôi sẽ cho lên mạng. Cho cả thế giới nhìn được ngay bộ mặt của anh nó thế nào. Em nghĩ là mai ấy, cứ lắp cái máy chiếu ngoài cổng nhà mình ấy. Xong cho toàn bộ bà con lối xóm xem. Có mà muối mặt, đúng bác? Đúng. Gia đình mình cứ bình tĩnh ạ. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, có đúng không ạ? Thì đây, cách giải quyết của nhà tôi là thế đây. Nói thật với các anh chị, em có tiếng là làm ở phường. Thế nhưng mà cũng mới chỉ làm nhân viên hợp đồng thôi ạ, chưa được biên chế gì cả. Bây giờ clip mà đến tay các lãnh đạo hay là lộ ra ngoài thì coi như sự nghiệp của em cũng bỏ đi cả. Mới là nhân viên hợp đồng à? Ôi dồi ôi, thế mà anh này anh Sang anh dọa dẫm cả cái phường này, sợ anh ấy tưởng chị phải là chủ tịch ấy. Đấy, khổ, cứ sĩ diện hão cơ. Anh Sang nhà em, anh ấy cũng biết lỗi rồi ạ. Từ nay sẽ không dám làm phiền gia đình nhà mình nữa đâu ạ. Em hứa... Hứa cái gì?
hả? Thì đấy, bây giờ mình là hàng xóm lại thân thiết, sẽ không làm phiền đến nhau nữa, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, được không ạ? Thế nếu mà được rồi thì cái clip mình xóa luôn chứ nhỉ? Sao phải xóa? Thì mình hòa rồi mà. Anh Chí, anh nghe em nói đã. Hàng xóm với nhau thì tối lửa tắt đèn. Tối lửa tắt đèn có nhau đúng không? Thôi, nhưng mà đừng có dây với nhà này nữa. Nhà tôi có cam đấy. Dạ vâng, thế thôi em xin phép em chào anh chị. Bọn em đi về đấy. Quên điện thoại chứ. Vợ, dạ. Ra khóa cửa. Vâng. Anh quá trí tuệ luôn, hay thật đấy. Sướng quá. Đúng là cái thằng lưu manh. Anh không biết nó quay lúc nào luôn. Chứ anh mà biết nó đặt camera nhá, anh cho nó chết luôn. Thấu im cái mồm không đi. Em,